Trời ơi, gần một năm rồi mới quay lại đây. Đây là ký túc xá của trường mình đó các bạn. Xịn không? Bây giờ mình đi ngân hàng cho nên là phải vô ký túc xá. Trời ơi, xịn sò. Mấy cái cửa có màu rồi nữa nè. Wow, thật vật. Hồi xưa là không hề nha, nhìn nó cũ quá. Bây giờ hả? Sơn màu tím, màu hường, màu xanh lá đồ ha. Xịn sò. Không uổng 400 ngàn. Đồng. Chiêu. Nhìn chị như con điên nha. Nhìn chị như con điên nha. Xin giới thiệu mọi người, một cô bé sinh năm 93, cô 30. Vẫn xinh xắn nha. Không mặc đồ như một con điên. Thôi tụi mình sẽ vô đây ăn. Chơi trong cục. Thank you.
có vào vậy? Oh my gosh. Thực sự không hiểu cái Apple cho mấy cái sticker để làm gì luôn á. Cái nào cũng có, nhưng mà thực sự mua một cái sản phẩm nào cũng có trái táo, nhưng không thể hiểu tại sao vậy. Có sticker này. Oh my gosh, thế là mình đã có điện thoại mới rồi mọi người ơi. Hello. Hai thế hệ.
cho mọi người xem. Đây là bài tập tuần này của mình. Cái này nó nằm trong cái final project của mình cho cái môn digital design. Thì thay vì cuối kỳ thì mọi người sẽ thi đúng không? Nhưng mà cái môn này thì mình sẽ không thi, mình sẽ làm final project. Thì đó, cái final project của mình đó nó gồm có brand concept nè, season concept nè, làm vải xong rồi vẽ ra mẫu thiết kế nè, xong rồi vẽ ra cái illustration cho cái mẫu thiết kế đó. Tổng cộng rất là nhiều thứ phải làm, rất là tốn thời gian. Thì tuần này mình phải nộp brand concept, theme của cái brand, chủ đề đó, với lại cái season season concept hay còn gọi là mood board. Xong rồi chúng ta có thêm cheap color nữa thì cho mọi người xem gì đó. Hôm nay nhận tin báo. Nhận quá trời nhận luôn á, cho nên là cũng tò mò hôm nay tăng lên bao nhiêu. Không biết mọi người coi đâu, chứ mà mỗi khi mình coi cái số lượng người nhiễm corona trên thế giới, hay là coi số người nhiễm corona ở Hàn Quốc, thì mình đều coi ở trên coronaboard.kr. Đi nè. Hai mươi tháng 11, 7 giờ ha. Để coi bây giờ bao nhiêu người. Hôm nay tăng 363 người mọi người ơi. Riêng Hàn Quốc là tăng 363 người. Trời, thiệt sự không biết khi nào mới hết corona. Trời ơi, tôi muốn đi Đài Loan chơi quá nè. Corona nhiều rồi sao đi mọi người ơi. Mấy lần trước á, mấy ngày trước á thì tăng thì cũng chỉ tăng tầm 100 người đổ lại thôi hả? Tự nhiên cái xong đây tăng 363 người dữ trời. Dạ mày. Thôi. Bớt đi chơi. I